cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. Ngày 232, Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lời Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe vừa là một lời mời gọi, mà cũng là lời thách đố cho những ai muốn trở nên hoàn thiện, những ai thực sự muốn bước theo Chúa và sống tinh thần của Chúa. Hãy đi bán tài sản và đem cho người nghèo là một lời mời gọi mạnh mẽ. Chúa đặt người thanh niên có nhiều của cải trước một thử thách lớn. Anh cần phải vượt thắng bản thân, vượt thắng của cải vật chất và tiền bạc để trở nên con người tự do, thanh thoát thực sự. Có như thế, anh mới có thể bước theo Chúa, mới có thể đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nói khác đi, Chúa Giêsu đã đặt người thanh niên vào đúng vị trí của ông Abraham, là tổ phụ của anh. Chúa đề nghị với anh: hãy tin và hãy tín nhiệm vào lời vừa đòi hỏi, vừa hứa hẹn. Điều còn lại nơi anh có phản ứng giống như Abraham ngày xưa, dám bỏ đi và hy sinh tất cả mọi dự định, mọi ao ước để bước theo Chúa hay không? Hoa trái tốt lành và hương vị dịu ngọt trong đời sống đức tin còn tùy thuộc ở sự phân định, chọn lựa và quyết định của mỗi người. Thánh Gioan Thánh Giá để lại câu châm ngôn: đừng vất vả vô ích, bạn sẽ không nếm được hương vị dịu ngọt của tâm linh nếu bạn không hy sinh tất cả những gì bạn ao ước. Hy sinh và từ bỏ tiền tài, danh vọng, hy sinh đam mê và những điều mình ao ước, cả những điều mà mình coi là quan trọng, để bước theo Chúa và sống trong tương quan thân mật với Chúa, chính là quyết định cần có của đời người. Thật vậy, phúc lành của Chúa sẽ luôn chạy đến tâm hồn trở nên nghèo thực sự cho Chúa. Lạy Chúa, con người đã đặt ra lý lẽ có tiền mua tiên cũng được, nhưng thật ra đồng tiền có thể trở nên con ma quái điều khiển đời người, để rồi biết bao đau thương xảy ra từ hình ảnh người giàu sụ bị kết án trước vòng móng ngựa vì tham lam tiền, đến hình ảnh người ruột thịt trong nhà từ bỏ nhau hay chém giết lẫn nhau cũng vì đồng tiền. Chúa ơi, lý lẽ chúng con sai rồi. Xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ lẽ sống và điểm tựa là tiền bạc vật chất, mà biết ý thức chọn Chúa là điểm tựa duy nhất, là lẽ sống soi sáng đường đời chúng con. Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày: hy sinh và từ bỏ tiền bạc và vật chất và chọn Chúa là lẽ sống và điểm tựa. Đó là hồn sống hôm nay. Bạn đưa hồn sống này vào cầu nguyện. Trong ngày, bạn cố gắng làm điều gì đó giúp bạn nên thanh thoát, như với tấm lòng thương xót và vui tươi, bạn bố thí cho người nghèo.
Chúa thương con nhiều vì yêu Ngài tác sinh nên chẳng với sao trên trời biển khơi đồi núi xanh tươi con đến trên gian trần hồng ân chan khắp muôn nơi vòng tay Ngài trắng khi vai tình yêu quá ư dịu vì tình Ngài bao la chẳng phôi pha thiết tha không rời thì nay đời con xin nguyện dâng lên ước mong đáp đền dù còn nhiều ô nhơ lòng thành tình Chúa luôn xóa mờ tín thác nơi Ngài để con vui sống sao Chúa thương con hoài tình yêu chẳng chút nguôi ngoai con bước chân lạc loài lầm than và lắm gian nan nhưng Chúa thương con nhiều vì yêu Ngài đến nhân gian làm thân người thế cơ đền thay thế nhân lầm than vì tình Ngài bao la chẳng phôi pha thiết tha không rời thì nay đời con xin nguyện dâng lên ước mong đáp đền Chúa luôn xóa mờ tín thác nơi Ngài để con vui sống đời trẻ thơ con vui.